lời nguyện của thần. Thần. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Con đang bận lắm, có gì mình nói chuyện sau nha. Chào cô Ngọc Linh, tôi là luật sư của bạn Mai Hoa. Mẹ tôi đâu? Sao ông lại cầm điện thoại? Mẹ cô... Đưa điện thoại cho mẹ tôi nhanh, không tôi cúp máy đó. Khoan đã, tôi gọi điện cho cô để thông báo với cô là mẹ cô vừa qua đời. Cái gì? Ông nói sao? Không phải bà sửa đâu ạ. Chứ là ai? Dạ... Chẳng lẽ hắn? Mẹ tôi nằm đâu? Chúng tôi đã tổ chức đưa bà đi hỏa táng và gửi tro cốt vô chùa theo di nguyện của bà rồi. Sao mà nhanh vậy? Tại sao không đợi tôi về? Cả một tháng chỉ có ngày đó là ngày tốt. Với lại 5 năm rồi, con có quan tâm tới mẹ của con không? Kìa, ông chủ, ông... Cái gì mà ông chủ? Trước kia ông chỉ là một tài xế quen thôi mà. Còn nói cái gì à? Thôi, hai người đừng to tiếng ở đây nữa. Bà chủ mà nghe, bà chủ buồn lắm đó. Cô chủ, cô đốt nhang cho bà chủ đi. Xin lỗi, tôi không tiếp khách. Xin phép cô cho tôi gặp một chút để nói chuyện về bản di chúc của bà chủ. Ông nói đi. Trước khi mất, bà chủ đã làm lại bản di chúc. Cái gì? Bản di chúc đã được làm từ lâu và tôi cũng đã được đọc, sao phải làm lại? Vì nội dung của bản di chúc mới đã được thay đổi. Thay đổi cái gì? Mẹ cô đã để lại toàn bộ tài sản cho ông Duy, thay vì để lại cho cô như trước đây. Ông nói khùng nó điên cái gì vậy? Sự thay đổi này là theo ý nguyện của bà chủ, và tôi có trách nhiệm làm theo ý nguyện đó, đúng quy định của pháp luật. Nói dối! Tôi là đứa con duy nhất, không đời nào mẹ tôi đuổi tôi ra đường như vậy. Nhưng tiếc thay, đó là sự thật. Và theo như tôi biết thì từ 5 năm trở lại đây, mối quan hệ của cô và mẹ cô không được tốt đẹp cho lắm. Cho nên có sự thay đổi là điều cũng dễ hiểu thôi mà. Ông! Chắc luật sư đã nói con vấn đề bản di chúc. Con ngoan ngoãn, chú hứa chú sẽ không phụ bạc con. Còn đây là chiếc vòng cổ của mẹ con đã đeo được 5 năm. Trước khi bà ấy mất, bà ấy dặn chú gửi lời cho con. Cô có thơ từ nước ngoài. Cảm ơn. Dạ.
Hết cơ. Tao nhận được bưu kiện của mày rồi đó. Trong bưu kiện là lá thư mẹ mày gửi cho mày đó. Thư đến đúng vào ngày mày bay về Việt Nam nên tao gửi lại cho mày. Mà lạ là sao mẹ mày đã mất mà vẫn gửi thư cho mày được. Con gái ơi, mẹ còn con trở về ngay lập tức. Mẹ cảm giác đang bị theo dõi. Mẹ nghĩ con người muốn giết mẹ. Mẹ cần con. Chú cho con hỏi nguyên nhân cái chết của mẹ con được không? Ừ. Tại sao mẹ lại giấu con? Chú nghĩ mẹ con không muốn con lo thôi. Chứ không phải bà đã đủ sự chăm sóc bà ấy cần rồi hay sao? Phát hiện cách đó một cái năm. Lúc đó cũng là giai đoạn cuối. Chào chị, cho em gặp bác sĩ Đức được không ạ? Sao? Chuyển công tác rồi hả chị? Chuyển hồi nào vậy? Hôm nay? Chị có thể cho em số điện thoại cá nhân hay là địa chỉ nhà được không chị? Không được ạ. Dạ em hiểu rồi. Em cảm ơn. Có ai biết chú lên đây không? Không có đâu. Chú Tư. Hả? Trước đến giờ chú Tư làm ở nhà con á. Con coi chú Tư như người nhà vậy đó. Chú biết mà, cô chủ thương chú lắm. Chú cảm ơn nhiều. Mà chú Tư. Hả? Trước khi mẹ con mất á, mẹ con có gì bất thường không? Chú nói cho con biết đi. Mẹ con. Sao chú? Chú Tư nói cho chú Tư. Trước khi bà chủ mất đó, ông chủ không, cậu Dương đã trực tiếp lo cho bà chủ. Vì vậy mà tôi không có tới gần bà chủ được. Con nghi cái chết của mẹ con không bình thường. Cô nghĩ gì vậy cô chủ? Con có thông tin từ mẹ. Hả? Cô ở đây nè. Cô cái gì? Ủa cô đâu kiếm... rồi? Cái gì đâu? Cái bức thư của mẹ con. Hả? Con ở đây cơ mà. Để đây hả? Có người vô phòng của con lục đồ. Cô chủ, cô nên bình tĩnh lại cô chủ. Ừ. Cô chủ à, tôi xuống dưới nha cô chủ. Đây,
Sao rồi? Cái dòng đó đúng là một cái máy quay xịn, sử dụng bằng năng lượng mặt trời, quay và upload file tự động bằng 4G lên bộ nhớ đám mây. Thảo nào, tôi cứ cảm giác có ai theo dõi mình. Ai gửi cho bà cái đó vậy? Hắn chứ là ai? À, hắn ta thật cao tay. Ê, nếu tôi muốn lấy toàn bộ video trong cái dòng đó có được không? Được, bà gửi qua đây đi. Nhưng mà bà muốn làm gì với cái dòng đó? Gã đó nói cái dòng đó được đeo suốt lúc mẹ tôi bị bệnh. Tôi nghĩ trong đó có manh mối. Mà thôi, tôi cúp máy nha. Chiếc vòng cổ của chú đưa con đâu rồi? Tôi đeo không quen. Tháo rồi. Mà sao vậy? Chiếc vòng đó là bùa may mắn. Chú muốn con đeo thường xuyên hơn nữa. Ừ. Khoan đã. Gì nữa? Con nên ra ngoài tìm công việc đi. Sớm để mà tự lập. Cái gì? Chưa mãn tang mẹ tôi mà ông đòi đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chú nghĩ con ra ngoài tìm công việc để đi làm nó vui hơn ở nhà đó. Anh mình chuẩn bị qua Nhật thăm mình, Linh mang cái dòng qua gửi anh mình góp cho kịp chuyến bay. Sao? Bà chủ thay đổi gì chút à? Đúng vậy. Để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Nhưng đây đâu phải là chữ viết của bà chủ. Chữ viết của ông mà. Bà chủ bệnh nặng, không thể viết nổi nên nhờ tôi viết. Có gì là lạ à? Ông đi làm đi. Alo, thấy ghê không? Tiếc á là còn một clip này thôi, những cái khác bị xóa hết rồi. Gì vậy? Video đó tự hiện và phát hiện bị hack, lên tấm máy liền đi. Không kịp rồi. Chào ông. À, chào cô. Cô tới đây có chuyện gì không ạ? Tôi muốn xem toàn bộ tài liệu từ pháp luật, thuế, những thứ liên quan đến công ty của mẹ tôi. Nhanh lên. Đây là toàn bộ hồ sơ có liên quan đến công ty và gia đình của mẹ cô. Thì ra ba mẹ con ly dị là bởi vì ba con ngoại tình hả chú? Đúng vậy. Nên ba con chủ động làm đơn ly dị và chia tài sản. Cô không biết chuyện này thật sao? Con ơi, Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, con nghe mẹ nói đã. Con không muốn nghe mẹ nói. Con ghét mẹ. Con ơi, mẹ không bao giờ muốn ly dị, mẹ không bao giờ muốn gia đình mình tan vỡ. Nhưng mà con không tin mẹ. Mẹ muốn ly dị để tới thằng cha lái xe chứ gì. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa. Linh. Chú Tư, chú nói cho con biết về mối quan hệ giữa mẹ con với ông Dương đi chú. Sau khi ly dị, bà chủ một mình lo cho công ty quá sức. Vì vậy bà chủ cần cậu Dương bên cạnh, và cậu Dương đã lo cho bà chủ hết lòng nên bà đã tin tưởng. Tin tưởng? Phải. Vì mà trước lúc mất, mẹ có gửi thư cho con nói là có người muốn giết mẹ. Cô chủ à, chuyện này không tiện nói ở đây. Vậy là chú Tư biết chuyện. Cô chú Tư kể con nghe đi. Chú Tư, tôi nói với cô chủ là không tiện nói ở đây. Đi bây giờ cô chủ lên phòng đi, rồi tôi sẽ cho cô hay sao. Đi đi cô, đi đi.
con không biết em bệnh á, mình cũng có thái độ vậy á. Hay là em viết một bức thư bảo là có người đe dọa, con sẽ nghĩ ngay tới là anh, nên con sẽ về ngay đó em. Em không muốn con nhìn thấy em tiều tụy như vậy. Nhưng khi em mắc rồi con phải về, lúc đó em còn xấu hơn nữa. Anh phải hứa với em là anh hỏa thiêu em trước khi con nó về tới Việt Nam nha. Bà chủ đã đi rồi không ạ? Tôi đã gọi điện thoại cho cô Linh, và cô Linh cũng đang sắp xếp để bà về. Trong bản di chúc của mình, Mai Hoa để lại toàn bộ tài sản cho Ngọc Linh, cùng một nửa cổ phần cho tôi. Muốn tôi và Ngọc Linh cùng điều hành công ty thật là tốt. Tuy nhiên, vì Ngọc Linh căm ghét tôi nên sợ con bé sẽ không để yên cho tôi giúp. Trong khi đó, Linh quen thói cưng chiều, chỉ biết gông chơi, sợ một mình sẽ không giữ nổi công ty, nên tôi muốn ông làm một bản di chúc khác có nội dung tôi mới là người duy nhất thừa kế tài sản tại công ty Mai Hoa. Tại sao phải làm vậy? Tại sao ông không giải thích cho cô bé hiểu rõ? Ông nghĩ một con bé cứng đầu đến nỗi 5 năm nó không chịu gặp mẹ, mà nó lại chịu gặp một người mà nó ghét hơn cả mẹ của nó hay sao? Tôi muốn việc thay đổi bản di chúc là một cú sốc, khiến con bé hiểu nhầm là tôi là người cướp công ty. Và đó là động lực để nó quan tâm, lo lắng cho công ty nhiều hơn. Sở dĩ tôi cho Mai Hoa đeo một cái vòng suốt khoảng thời gian dài, vì đây là một cái camera, nó sẽ ghi lại toàn bộ hoạt động trong ngày của Mai Hoa và những người cô ấy gặp. Tôi sẽ đưa chiếc vòng đó lại cho Ngọc Linh ngay khi nó trở về, nhưng không cho nó biết đây là cái camera. Cho tới khi Ngọc Linh đủ sức điều hành công ty, tôi sẽ giao lại toàn bộ dữ liệu từ cái camera này cho cô bé. Lúc đó Linh sẽ hiểu được toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi sẽ giao một bản dữ liệu trong ngày cho ông giữ, để nếu tôi chiếm đoạt tài sản công ty, ông có thể sử dụng chính dữ liệu này làm bằng chứng tố cáo tôi. Chúc của mẹ con để lại cho con toàn bộ tài sản cùng một nửa cổ phần công ty. Đúng ra thì chú chưa có giao cho con đâu, chú chờ con đủ khả năng quản lý công ty chú mới giao lại cho con. Nhưng chú quản gia đã lỡ lấy USB cho con xem trước rồi, nên nó không còn là gì bí mật nữa, nên tạm thời con cứ giữ. Còn chú, vì làm quản gia ở cái gia đình đã lâu, nên việc lấy USB cho cháu xem để bảo vệ tài sản cho cháu, việc đó chưa hẳn là sai. Chỉ có điều là cháu nó chưa đủ khả năng để quản lý công ty, nên sẽ ảnh hưởng về sau này. Con hiểu chú. Dạ, con cảm nhận được tấm lòng của chú. Con mong chú có thể giúp con điều hành công ty của mình. Hứa với em, anh sẽ hết lòng điều hành công ty của em để lại cho thật tốt. Anh sẽ bảo vệ cho con, chăm sóc con. Đến khi con lớn, anh trao lại phần cổ đông của anh cho con. Em ở nơi chín suối yên vui,